Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với những tin tức thời sự nóng nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, bên cạnh sức nóng đến từ phiên xét xử sơ thẩm vụ đại án Vạn Thịnh Phát, thì sự quan tâm của dư luận về hệ sinh thái của tập đoàn này hiện ra sao ngay sau khi chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều lãnh đạo của tập đoàn phải tra tay vào còng số 8. Theo cập nhật mới nhất cho thấy, các đơn vị liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát như An Đông, Bông Sen, Quang Thuận và chứng khoán Tân Việt đều ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát. Chứng khoán Tân Việt lỗ gần 400 tỷ đồng trong năm 2023. Theo kết quả điều tra, hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan gồm khoảng 1.000 công ty con cả trong và ngoài nước. Các đơn vị này được phân loại thành 4 nhóm chính với mối quan hệ chặt chẽ. Trong số đó, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt mã TVSE thuộc nhóm định chế tài chính của tập đoàn này tại Việt Nam cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trong năm 2023, doanh thu hoạt động của chứng khoán Tân Việt giảm tới 92%, chỉ còn hơn 202 tỷ đồng. Các lĩnh vực như môi giới, lưu ký chứng khoán và tư vấn tài chính đều ghi nhận sự sụt giảm. Công ty không còn thu nhập từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, cũng như từ nghiệp vụ bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán. Trái ngược với doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ, dẫn đến lỗ sau thuế lớn hơn 397 tỷ đồng. Kết quả này cao hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu là lỗ 570 triệu đồng đề ra đầu năm. Tại ngày 30 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản của chứng khoán Tân Việt đạt hơn 1.841 tỷ đồng, trong đó các loại tài sản như cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, quỹ đại chúng và trái phiếu chưa niêm yết. Đặc biệt, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ lệ lớn với con số lên đến 1.639 tỷ đồng, chiếm 89% trong danh mục tài sản chính. Báo cáo kiểm toán nửa đầu năm 2023 của chứng khoán Tân Việt được công bố vào tháng 9 năm 2023, đưa ra hai vấn đề chính liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và số tiền bị kẹt tại SCB. Theo đơn vị kiểm toán, chứng khoán Tân Việt đã mua trái phiếu doanh nghiệp từ các tổ chức và nhà đầu tư, sau đó mua bán lại nhiều lần, tổng mệnh giá trái phiếu của công ty ký hợp đồng mua lại đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 18.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 4.870 tỷ đồng chưa thanh toán. Kiểm toán cũng nhấn mạnh rằng, từ ngày 2 tháng 11 năm 2022, chứng khoán Tân Việt có hơn 1.609 tỷ đồng tiền gửi tại SCB đang bị phong tỏa, bao gồm cả tiền gửi của nhà đầu tư phục vụ giao dịch chứng khoán và tiền gửi phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng. Công ty cổ phần An Đông. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, một mắt xích nằm trong hệ sinh thái của công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát thuộc quản lý của tập đoàn bà Trương Mỹ Lan với số tiền huy động trên. Đầu năm 2020, theo văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, doanh nghiệp cho biết đã thanh toán gần 1.500 tỷ đồng tiền lãi cho nhà đầu tư trong năm 2019. Nửa đầu năm 2020, doanh nghiệp cũng đã trả gần 1.400 tỷ đồng tiền lãi. Vấn đề đáng nói, với số tiền huy động trái phiếu không hề nhỏ trên, doanh nghiệp lại rơi vào tình trạng làm ăn thất bát, thua lỗ. Năm 2018, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ vỏn vẹn 155 tỷ đồng. Năm 2019, con số này chỉ còn 37 tỷ đồng và đến 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp thua lỗ gần 23 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong năm 2018 là 9.474 tỷ đồng, đến giữa năm 2020 giảm nhẹ còn 9.110 tỷ đồng. Theo đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu doanh nghiệp năm 2018 là 2.81 thì đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 đã là 4.05. Chỉ số ROE vì vậy cũng từ 1,64% năm 2018 xuống mức âm 0,25% vào giữa năm 2020. Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận cùng với An Đông, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận cũng là đối tượng có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Theo nhà chức trách, An Đông, Quang Thuận và một số doanh nghiệp khác liên quan vụ Vạn Thịnh Phát đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật, tạo lập 25 gói trái phiếu để bán cho người mua, huy động tiền và chiếm đoạt. Trong nửa năm 2023, Quang Thuận báo lỗ kỷ lục 641 tỷ đồng, trong khi năm 2022 báo lỗ 4,3 tỷ đồng, năm 2021 báo lãi 412 triệu đồng, năm 2020 lãi 1 tỷ đồng và năm 2019 lãi 5,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm từ 3.022 tỷ đồng xuống còn 1.249 tỷ đồng, nợ phải trả gấp 10 lần vốn chủ sở hữu, tương đương nợ phải trả ở thời điểm hiện tại là 12.490 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 10.953 tỷ đồng. Công ty cổ phần Bông Sen.
Một doanh nghiệp khác cũng được cơ quan điều tra xếp vào nhóm có hoạt động kinh doanh tạo doanh thu cho Vạn Thịnh Phát là công ty cổ phần Bông Sen. Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Bông Sen báo lỗ sau thuế là 280 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu cuối quý 2 năm 2023 là 0,94 lần, cùng kỳ năm 2022 là 0,79 lần. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 của doanh nghiệp này tương ứng khoảng 6.555 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2022. Trước đó, năm 2021, Bông Sen thua lỗ gần 186 tỷ đồng và năm 2022 nặng hơn khi lên đến gần 443 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2023, vốn chủ sở hữu của Bông Sen giảm 9,5% so với cùng kỳ, về còn 6.973 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả gấp 0,94 lần vốn chủ sở hữu, tương ứng 6.555 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với cùng kỳ. Riêng dư nợ trái phiếu chiếm 4.811 tỷ đồng. Đây là hai lô trái phiếu Bông Sen phát hành vào năm 2021 với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng. Đây đều là các loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất cố định ở mức 11% một năm và có đảm bảo bằng tài sản là cổ phần trong công ty cổ phần DH và trong chính công ty cổ phần Bông Sen. Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của các lô đất nằm tại các quận trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, hội đồng xét xử cho luật sư và chính bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát tự bào chữa. Tại phiên tòa chiều ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Huệ Vân từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa chiều ngày 20 tháng 3, luật sư nói không tranh luận về tội danh, song cho rằng mức án đề nghị với nữ bị cáo này là quá nghiêm khắc, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đối với bị cáo Vân. Theo luật sư, cần phân hóa rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan và bị cáo Vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cũng theo luật sư, bị cáo Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ, gọi bị cáo Lan là mẹ nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo Lan, bị cáo hoàn toàn lệ thuộc. Do đó đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo. Luật sư của bị cáo Vân cũng nêu rằng, ngay từ ban đầu, bị cáo Vân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bị cáo Vân tham gia vào nhiều hoạt động xã hội. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2, điều 54 đối với bị cáo Vân. Khi được hội đồng xét xử cho tự bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Huệ Vân xin hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới của bị cáo. Trước đó, tại phần xét hỏi của phiên tòa, khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận, bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB, thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Tuy nhiên, bị cáo Trương Huệ Vân nói với hội đồng xét xử rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan. Hành vi mà bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận, theo cáo trạng là đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 5 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng, gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo, nên xác định Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Trước đó, 5 luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt phát biểu quan điểm bào chữa cho thân chủ. Các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét làm rõ hành vi tham ô tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, vì theo các luật sư, thực chất bị cáo không lấy, không sử dụng số tiền như cáo trạng quy kết. Các luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng bản thân bị cáo và gia đình có nhiều nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và dùng tài sản của mình để tái cơ cấu SCB. Bên cạnh đó, nhân thân bị cáo Lan và gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, gia đình tự nguyện dùng toàn bộ tài sản, phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng, khắc phục giải quyết hậu quả trong vụ án. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét có chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Tự bào chữa bổ sung cho bản thân, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, bị cáo không quanh co chối tội,
Về trách nhiệm của bản thân, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét kỹ về các cáo buộc trong cáo trạng khi nói rằng bị cáo đã sử dụng SCB như công cụ tài chính và đề nghị tòa làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Trong phiên bào chữa này, bị cáo Trương Mỹ Lan có tổng cộng 5 luật sư. 5 luật sư đã hoàn thành các bài phát biểu bào chữa cho thân chủ của mình là bà Trương Mỹ Lan. Đến phần tự bào chữa và bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng mình quanh co chối tội khiến bản thân rất đau xót. Bản thân bà không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân trong vụ án, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả. Bị cáo này cũng nhiều lần nhắc lại việc có nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức tập đoàn tài chính nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hợp tác với mình nhằm tái cấu trúc SCB. Tuy nhiên, việc bị cáo bị bắt đã ảnh hưởng đến quá trình này. Chủ tọa phiên tòa cũng nhắc lại nếu có nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài hay tỷ phú nước ngoài nào đó như bị cáo nói là muốn khắc phục hậu quả giúp bị cáo, thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện tối đa để bị cáo được gặp ngay tại giai đoạn xét xử này. Tuy nhiên, bị cáo phải nói là nhà đầu tư nước ngoài nào và có thể thông qua luật sư làm đơn gửi hội đồng xét xử xem xét, chứ không thể nói chung chung, chủ tọa giải thích. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vì cáo trạng xác định SCB là công cụ tài chính của bị cáo là không đúng. Ví dụ các bị cáo như Hồ Bửu Phương, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Phương Anh là người làm cho Vạn Thịnh Phát chứ không phải cho SCB. Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem lại kết quả định giá của công ty Hoàng Quân vì thời điểm định giá thì giá trị của các tài sản chỉ bằng một nửa so với giá trị thực tế trước khi bị bắt. Liên quan đến tòa nhà tại số 19 đường Nguyễn Huệ, quận 1, hội sở SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan mong hội đồng xét xử xem xét vì tòa nhà này là của gia đình bị cáo, hiện cho SCB thuê. Hơn một năm nay, ngân hàng chưa trả nợ tiền thuê nhà cho bà. Cũng trong ngày 20 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các tổ chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa và trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, các luật sư cho rằng bị cáo Lan chưa đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản, tội danh mà Viện Kiểm sát đề nghị tử hình. Theo luật sư, căn cứ Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, thì chỉ những người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý tài sản mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm tham ô tài sản. Trong khi đó, tài liệu trong hồ sơ vụ án thể hiện và cáo trạng cũng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong SCB. Do đó, bị cáo Trương Mỹ Lan không có chức vụ trong SCB để lợi dụng chiếm đoạt tiền. Việc không giữ chức vụ trong SCB với việc xác định thực tế có quyền lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dấu hiệu chức vụ là dấu hiệu bắt buộc để xác định chủ thể của tội tham ô tài sản. Từ đó, luật sư cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý, điều hành hoạt động của SCB. Vì vậy, các tài sản của SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý và chưa đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Về tội đưa hối lộ, theo luật sư, lời khai của bị cáo Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn và Võ Tấn Hoàng Văn không phù hợp với nhau. Ngoài lời khai của bị cáo Văn thì hoàn toàn không có chứng cứ nào khác chứng minh bị cáo Lan đã chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn. Hơn nữa, lời khai của Văn cũng không có chứng cứ nào khác chứng minh lời khai đó là đúng sự thật. Đồng thời, tính khách quan của lời khai này cũng cần được đánh giá lại. Bên cạnh đó, luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cách tính thiệt hại của vụ án, xem xét lại giá trị của các tài sản đảm bảo để tính lại số dư nợ dự phòng, cho vay khách hàng và số dư nợ dự phòng rủi ro. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đã nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan thao túng toàn bộ ngân hàng SCB để huy động tiền gửi của người dân, rồi cho hệ thống Vạn Thịnh Phát vay. Số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào mục đích riêng và các hoạt động của tập đoàn này. Trong hơn 10 năm, bị cáo Trương Mỹ Lan và hệ thống Vạn Thịnh Phát đã rút hơn 1,06 triệu tỷ đồng, với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng, và đều là nợ không thể thu hồi. Trương Mỹ Lan và thân tín đã làm thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, để che đậy tình trạng tài chính của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan còn đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát 2 Ngân hàng Nhà nước, số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Do đó, cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ ra khỏi xã hội. Đề nghị tòa phạt mức án cao nhất là tử hình. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát, sau khi được các luật sư bào chữa, bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng đã tự bào chữa bổ sung cho bản thân. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, khi nghe Viện Kiểm sát luận tội nói bị cáo quanh co, chối tội, đổ tội cho cấp dưới thì rất đau xót. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo đã khai bản thân cảm thấy có trách nhiệm khi tham gia tái cơ cấu SCB, làm các nhân viên SCB vô tình phạm tội và cho rằng không có quanh co. Bị cáo Trương Mỹ Lan nói, trái tim vẫn rỉ máu để SCB hoạt động bình thường, đề nghị luật sư liên hệ với các nhà đầu tư tiếp tục tham gia tái cơ cấu SCB. Có điều họ nói phải gặp tôi. Trong phần tự bào chữa của mình, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng nhiều lần nhắc đến việc có tổ chức tài chính, nhà đầu tư sẽ tham gia vào khắc phục hậu quả vụ án, nhưng hội đồng xét xử cắt ngang bị cáo và nhấn mạnh nếu có thì hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện ngay. Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan xúc động, trình bày thêm về quá trình hình thành hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, dùng mọi sức lực tài chính để tái cơ cấu SCB, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại của vụ án, kết quả giám định lại của công ty thẩm định giá Hoàng Quân để xác định giá trị thật tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nêu những nội dung nêu trên trong quá trình bào chữa, năm luật sư của bị cáo đã trình bày. Vì vậy, hội đồng xét xử yêu cầu các luật sư trao đổi lại với bị cáo Trương Mỹ Lan để trình bày những nội dung mới và hội đồng xét xử sẽ cho bị cáo tự bào chữa sau cùng. Đáng chú ý, bị cáo Lan trình bày bổ sung về việc tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo cho SCB thuê hơn một năm nay nhưng ngân hàng chưa trả tiền. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét thu hồi tiền thuê để khắc phục hậu quả trong vụ án. Trước đó, trong phần luận tội, bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình chung cho 3 tội danh là tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ. Trong chiều tối ngày 19 tháng 3 và sáng ngày 20 tháng 3 năm 2024, lần lượt 5 luật sư đã bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Các luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức. Chiều ngày 19 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa, công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của mình gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định của pháp luật. Đối với bị cáo Dương Tấn Trước là cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt và bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Dương, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có trách nhiệm bồi hoàn số tiền mà các bị cáo đã sử dụng cho doanh nghiệp và bản thân các bị cáo. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Dương Tấn Trước và bị cáo Cao Việt Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tường Việt nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Dương Tấn Trước. Đối với bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Chí và vợ đã nộp hơn 677 tỷ đồng và hơn 3,3 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Cao Chí và vợ cũng có nguyện vọng sử dụng tài sản chung khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của bị cáo Nguyễn Cao Chí để đảm bảo thi hành án. Đối với các quan hệ dân sự còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét, giải quyết theo quy định. Về mức hình phạt, Viện Kiểm sát đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 3 án chung thân đối với 3 cựu lãnh đạo SCB, 1 án chung thân đối với cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn về tội nhận hối lộ.
Bị cáo Chu Lập Cơ là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị đề nghị mức án từ 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, chỉ có duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Chí được xác định không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị đề nghị mức từ 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị phạt tù từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù. Thưa quý vị, phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát bước vào ngày làm việc thứ 11. Trước đó, ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Dù trước đó bà Lan đã khẳng định sẽ dùng mọi tài sản mình có để khắc phục hậu quả. Bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu. Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của những bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Lan phạm vào 3 tội danh như cáo trạng quy kết. Bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết. Lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo đã thâu tóm 3 ngân hàng thương mại cổ phần là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Ngân hàng Địa Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa. Sau khi hợp nhất, bà Lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,5%. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, bị cáo Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nữ bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra kiểm tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ lãnh đạo. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Song, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội từ 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi của bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội và dư luận xấu với quốc tế. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung cho 3 tội danh là tử hình. Chồng và cháu gái của bà Lan bị đề nghị mức án nào? Với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát nhận định từ năm 2020, Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa,
Trương Huệ Vân ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo cũng đã tích cực nộp lại hơn 1.000 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Song hành vi của bị cáo cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội từ 2 lần trở lên. Sau đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Trương Huệ Vân 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Với ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố nhận định bị cáo đã thông qua công ty Times Square giúp sức cho vợ mình là bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho ngân hàng SCB hơn 9.100 tỷ đồng. Bị cáo được ghi nhận không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, ông Cơ ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho công tác xã hội. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Chu Lập Cơ 11 đến 12 năm tù. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Quá trình điều tra và tại tòa, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại. Tuy nhiên, các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội từ 2 lần trở lên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi đề nghị hình phạt, cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh, mức độ hành vi, thái độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho ngân hàng SCB số tiền 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh. Số tiền bị cáo Dương Tấn Trước, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt, Nguyễn Thanh Tùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đông Phương, nhận của bà Trương Mỹ Lan phải hoàn lại để khắc phục hậu quả. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra đã tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Chí, người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng, nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Nhà chức trách cũng kê biên hàng nghìn tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại ngân hàng SCB, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giao cho nhà băng này xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Các quan hệ dân sự khác, Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, sáng ngày 19 tháng 3, sau khi nghe Viện Kiểm sát công bố mức án đề nghị dành cho mình là tử hình, bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã ngất xỉu ngay tại tòa. Chiều cùng ngày, phiên tòa tiếp tục phần bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Phan Trung Hoài cũng bắt đầu phần bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, ông Hoài đề nghị hội đồng xét xử thận trọng xem xét lại việc quy buộc tội danh tham ô tài sản bị tách ra thành tội danh độc lập vì về bản chất và hành vi của bà Lan được xác định kéo dài xuyên suốt 10 năm. Đề nghị xem xét lại nguyên nhân bà Trương Mỹ Lan tham gia SCB. Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị hội đồng xét xử xem xét các vấn đề, nguyên nhân, bối cảnh bà Lan tham gia Hợp Nhất và thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng SCB, việc quy buộc tội danh tham ô tài sản bị tách ra thành tội danh độc lập do thời điểm phát sinh hiệu lực của Bộ Luật Hình sự 2015, tính xác thực về số tiền quy buộc chiếm đoạt. Về nguyên nhân, bối cảnh bà Lan tham gia Hợp Nhất 3 ngân hàng thành lập SCB, luật sư Hoài nói do tình trạng tài chính yếu kém của 3 ngân hàng, người dân rút tiền hàng loạt gây ảnh hưởng đến hệ thống tiền tệ nhà nước. Lúc bấy giờ, bà Lan được vận động tham gia vì có đủ tài sản và độ uy tín giúp quá trình hợp nhất thành công. Bà Lan vận động cổ đông cũ đồng ý hợp nhất, kêu gọi bạn bè, người thân mua trên 65% cổ phần của 3 ngân hàng này, kêu gọi cổ đông nước ngoài và cho mượn tài sản để thế chấp khoản vay, luật sư Hoài nêu. Đến năm 2022 trở đi, SCB đã xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm nợ xấu và tài sản tồn đọng, đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi đề án tái cơ cấu 2022-2028 được phê duyệt, thì bà Lan bị khởi tố và đối diện với nhiều tội danh. Theo luật sư Phan Trung Hoài, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng như hiện nay là do các vấn đề trong cơ chế vận hành, quy trình hoạt động cho vay của ngân hàng SCB. Ngoài ra, còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà Lan với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của SCB. Ông Hoài chỉ ra khó khăn của ngân hàng này sau khi hợp nhất bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ do các khoản lỗ, nợ xấu đã tích lũy nhiều năm. Theo luật sư Hoài, bà Trương Mỹ Lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào, nhưng luôn phải chú tâm đưa toàn bộ tài sản, dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu.
nhiều bị cáo cho rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay được thực hiện theo chỉ đạo của bà Lan. Tuy nhiên, về pháp lý, quyền phán quyết từng hồ sơ tín dụng thuộc thẩm quyền, hội đồng quản trị và ban điều hành của ngân hàng. Liên quan đến việc quy buộc tội danh tham ô tài sản, luật sư Hoài cho rằng tội danh này bị tách ra thành tội danh độc lập do thời điểm phát sinh hiệu lực của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Về bản chất và hành vi của bà Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội nếu có trong xuyên suốt 10 năm. Theo ông Hoài, để có thể truy tố và xét xử bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Hàng trăm tỷ đồng rút ra là để bà Lan trả các khoản nợ của SCB trước đó. Xoay quanh số tiền quy buộc chiếm đoạt, luật sư Trung Hoài dẫn lời bà Lan về nguồn tiền các dự án mà SCB đã mượn của gia đình bà Lan và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau. Nhưng SCB kéo dài, trả nhỏ giọt. Bà Lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín nên đã phải tìm mọi cách để trả thay cho SCB. Hiện bà Lan vẫn còn nợ rất nhiều mà tất cả các dự án thì SCB quản lý hết, cho nên khoản tiền gần 109.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ mà Bùi Văn Dũng, tài xế của bà Lan, vận chuyển từ SCB về số 127 Pasteur thực chất là tiền của bà Lan rút ra để thay SCB trả nợ cho các dự án bất động sản và cổ phần mà SCB đã mượn trước đó. Ngoài ra, luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị xem xét trên cơ sở bà Lan đã nhìn nhận nghiêm túc về vai trò và tầm ảnh hưởng của tư cách cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông lớn, thấy được một phần trách nhiệm trước các sai phạm của một số thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành trong hoạt động cho vay. Chứng thư thẩm định giá của Hoàng Quân đã hết hiệu lực. Đồng thời, luật sư đặt câu hỏi liệu các chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân lập vào tháng 5 năm 2023 đến nay còn giá trị pháp lý làm căn cứ đối trừ với dư nợ gốc và lãi tại thời điểm tháng 10 năm 2022 để quy buộc bà Trương Mỹ Lan số tiền bị coi là chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại hay không. Luật sư cho rằng cơ sở pháp lý của việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân chỉ phục vụ báo cáo rà soát cho mục đích đặc biệt có yêu cầu bổ sung về định giá lại tài sản đảm bảo của ngân hàng nhà nước khi tổ chức tín dụng nằm vào diện kiểm soát đặc biệt và hiện các chứng thư này đã hết hiệu lực pháp luật. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo khác xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong thời gian qua, các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch, minh bạch nền kinh tế. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan và các công ty trong hệ sinh thái đã lợi dụng chính sách của nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu, chi phối SCB. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, bị cáo Lan đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo SCB. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã tuyển chọn, bố trí thân tín vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của SCB để nắm quyền điều hành, thành lập các đơn vị trực thuộc SCB chỉ để cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan. Chỉ đạo thành lập, sử dụng các công ty ma, thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay, cổ phần, tài sản đảm bảo, tạo lập hồ sơ vay khống vốn, hợp thức việc rút tiền của SCB, câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay, cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo này còn thông đồng câu kết với các công ty thẩm định giá để cấp chứng thư nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, không hoàn thiện thủ tục thế chấp, không đăng ký giao dịch đảm bảo để hoán đổi tài sản đảm bảo, lập phương án rút tiền, cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để giảm dư nợ tín dụng và tỷ lệ nợ xấu, mua chuộc cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan chức năng để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm. Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu, gây ra hậu quả đặc biệt lớn, tới hơn 498.000 tỷ đồng, sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo đã được công ty định giá Hoàng Quân định giá. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống các hồ sơ cho vay giải ngân 2.527 khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 1.284 khoản vay còn dư nợ 677.286 tỷ đồng.
dư nợ gốc các khoản vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93% tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ, bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô la Mỹ, tặng quà tiền cho các thành viên khác trong đoàn thanh tra để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, để không đưa SCB vào dạng kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội đưa hối lộ. Theo Viện Kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này, cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội. Quá trình đề nghị mức án, đại diện Viện Kiểm sát xem xét mức độ hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo khác. Đối với bị cáo Bùi Anh Dũng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB, Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay khống, rút tiền và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị cần có hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu gái của bà Trương Mỹ Lan. Cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Song hành vi của bị cáo cũng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo này. Những thông tin tiếp theo của phiên tòa sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức. Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm sẽ phải đối diện mức án đề nghị nào? Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức thời sự mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sau gần 2 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố tại tòa sẽ luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Trong 86 bị cáo, có 85 bị cáo bị xét xử về hành vi sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB khoảng 498.000 tỷ đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella, bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt tiền của bà Lan sau khi bà này bị bắt. Theo diễn biến gần 2 tuần xét xử, từ ngày 5 tháng 3 đến khi kết thúc phần thẩm vấn, các đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lan rút ruột tiền của SCB trong 10 năm, từ 2012 đến 2022, đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận toàn bộ, cho rằng không thao túng SCB vì không một ngày làm việc tại SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty ma, không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền của SCB, mà cho SCB mượn tài sản để tái cơ cấu ngân hàng, dẫn đến ngày hôm nay cả gia tộc đều mất hết tài sản, theo lời khai của bà Lan. Trong vụ án này, các đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Trong đó, nhóm thứ nhất có thể kể đến là 6 cựu lãnh đạo chủ chốt tại SCB, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đinh Văn Thành bị xét xử vắng mặt do bỏ trốn, và Bùi Anh Dũng, Tổng Giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn, Phó Tổng Giám đốc Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung. Nhóm thứ hai là các thành viên chính nằm trong hệ thống Vạn Thịnh Phát, bao gồm Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú, Hồ Bửu Phương, Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Thứ ba là nhóm bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ở nhiều bộ phận, chi nhánh khác tại SCB ký hợp thức hồ sơ các khoản vay khống, giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền. Thứ tư là nhóm các bị cáo thành lập các công ty ma để câu kết với nhân viên SCB, tạo lập các khoản vay giúp Trương Mỹ Lan rút tiền. Thứ năm là nhóm các bị cáo sử dụng các pháp nhân có hoạt động thật nhưng bàn bạc thống nhất với Trương Mỹ Lan sử dụng các pháp nhân này tạo lập hồ sơ vay khống rút tiền của SCB cùng sử dụng. Thứ sáu là nhóm 7 bị cáo của 5 công ty thẩm định phát hành chứng thư thẩm định nâng khống giá trị bất động sản của Trương Mỹ Lan, bao gồm Công ty thẩm định giá Thiên Phú, Công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD,
công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Tầm nhìn mới, công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC, công ty cổ phần thẩm định giá Exim. Thứ bảy là nhóm 17 bị cáo thuộc Ngân hàng Nhà nước nhận tiền thấp nhất 20 triệu đồng và cao nhất 5,2 triệu đô la Mỹ của bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB để bưng bít sai phạm của SCB. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử ở khung hình phạt thấp nhất 10 năm tù, cao nhất là 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong đó, bị cáo Lan và 12 bị cáo thuộc nhóm tội tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng của SCB bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ở khung 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Bà Trương Mỹ Lan có đủ khả năng để khắc phục thiệt hại cho ngân hàng SCB. Liên quan đến vụ án, cáo trạng đã chỉ ra rằng bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỷ đồng sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Tuy nhiên tại tòa, đại diện SCB lại cho rằng thiệt hại là trên 760.000 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh đến thời điểm thi hành án xong. Vậy thực tế, khả năng thu hồi thiệt hại cho SCB như thế nào, trong khi cáo trạng xác định thiệt hại 498.000 tỷ đồng là không có khả năng thu hồi, bởi hầu hết các tài sản, bất động sản của Trương Mỹ Lan và gia đình đã nâng khống, đảm bảo cho các khoản vay, rồi rút tiền của SCB. Tại tòa, qua thẩm vấn, các luật sư cũng đã đưa vào một số tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như gia đình để bổ sung khắc phục trong vụ án, gồm 649 tài sản chưa được thẩm định giá, vì công ty thẩm định giá cho rằng không đủ điều kiện. Con gái của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đã gửi đơn đến tòa, trình bày việc đang giao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục trong vụ án, bao gồm tòa nhà Capital Palace và khách sạn Daiu ở Hà Nội, bán cổ phần của bà Lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá 315 tỷ đồng, cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm FWD với giá 920 tỷ đồng, và được nhận lại 672 tỷ đồng việc chuyển nhượng không thành từ một dự án ở Lâm Đồng. Ngoài ra, liên quan đến thẩm định giá lại các tài sản đảm bảo của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB cũng gây nhiều tranh cãi, khi các bị cáo và luật sư đều cho rằng giá thẩm định quá thấp so với giá thị trường nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại. Với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án, có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội rút từ SCB mà có, SCB cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý. Đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan và các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, SCB đề nghị được toàn quyền khai thác, sử dụng quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý. Ngoài ra, còn nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, SCB đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm tài sản của bà Lan và Vạn Thịnh Phát chưa kê biên để xử lý nợ. Quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra phát hiện các tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có, thì đề nghị giao cho SCB quản lý. Đại diện ngân hàng cũng cho rằng các công ty thẩm định giá có người tham gia vào việc nâng khống tài sản thế chấp, gây thiệt hại cho ngân hàng cũng phải có trách nhiệm liên đới bồi thường. Những lần bật khóc tại tòa của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Phép hỏi là bác sĩ sao? Đừng dùng cái từ thâu tóm được không? Vì tôi nghe cái câu đó là tim tôi nó muốn... Thâu tóm hay không thâu tóm, hội đồng chưa sử dụng từ đó. Thưa quý vị, vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan đã bước vào giai đoạn luận tội. Từ những phân tích, nhận định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử các mức án cho các bị can. Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, mức 20 năm tù với tội đưa hối lộ và mức tử hình với tội tham ô tài sản. Tổng hợp 3 hình phạt ở mức tử hình. Các bị cáo còn lại, những người chịu mức án cao nhất là chung thân, còn lại là từ 4 năm đến 20 năm tù. Trong số 86 bị can bị khởi tố, hiện vẫn còn 5 bị can đang bị truy nã, trong đó có 2 cựu chủ tịch SCB là ông Đinh Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thu Sương. Ngoài ra, ông Chiêm Minh Dũng và Trầm Thích Tồn là phó tổng giám đốc SCB, người còn lại là Nguyễn Lâm Anh Vũ.
Cả năm bị cáo này đều là cựu cán bộ của ngân hàng SCB, trong đó có duy nhất một người bị Viện Kiểm sát đề xuất mức án chung thân. Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch ngân hàng SCB, bị đề nghị xử phạt mức án 20 năm tù với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và án chung thân với tội danh tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt ở mức chung thân. Đinh Văn Thành làm việc tại SCB từ những ngày đầu sáp nhập, thậm chí trước đó từng giữ chức vụ phó chủ tịch ngân hàng đệ nhất. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2012 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, Đinh Văn Thành được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm chủ tịch SCB sau sáp nhập. Năm 2020, Đinh Văn Thành xin nghỉ ra nước ngoài trước khi khởi tố vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Đinh Văn Thành. Kết luận điều tra xác định trong thời gian từ hơn 8 năm làm chủ tịch SCB, Đinh Văn Thành đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189.103 tỷ đồng, gây thiệt hại cho SCB số tiền lãi 142.470 tỷ đồng. Nguyễn Thị Thu Sương bị đề nghị mức án 16 đến 17 năm tù với hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hồ sơ của Nguyễn Thị Thu Sương khá đình đám. Trước khi làm việc cho bà Trương Mỹ Lan, Sương công tác tại Ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh nên có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng thành phố. Do vậy, bà Trương Mỹ Lan đã mời Sương về làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sau đó giữ chức vụ lãnh đạo tại ngân hàng đệ nhất. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, bà Nguyễn Thị Thu Sương làm chủ tịch SCB từ năm 2012, là người giúp bà Trương Mỹ Lan mua 30% cổ phần ngân hàng đệ nhất của cổ đông người Singapore. Bà Thu Sương nghỉ việc từ năm 2014, đã ra nước ngoài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tiến hành truy nã bà Sương. Tiếp đến là Chiêm Minh Dũng, được bổ nhiệm phó tổng giám đốc phụ trách khối doanh nghiệp kiêm giám đốc sở giao dịch từ tháng 11 năm 2013. Trước khi khởi tố vụ án, Chiêm Minh Dũng đã ra nước ngoài. Hiện cơ quan điều tra đang truy nã bị can đối với Chiêm Minh Dũng. Kết luận điều tra xác định, Dũng đã ký đồng ý cho 305 khách hàng vay 362 khoản có dư nợ. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 126.437 tỷ đồng. Trong đó dư nợ gốc là 126.437 tỷ đồng. Dũng liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền 140.713 tỷ đồng. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 16 đến 17 năm tù đối với hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng của Chiêm Minh Dũng. Cựu Phó Chủ tịch SCB Trầm Thích Tồn bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 15 đến 16 năm tù vì hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cũng như Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Phó Chủ tịch SCB Trầm Thích Tồn đã ra nước ngoài từ năm 2014 và đang bị truy nã. Ông Trầm Thích Tồn làm việc tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2004 với nhiều chức vụ lãnh đạo tại công ty An Đông, công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát và công ty Đại Trường Sơn. Đến năm 2010, bà Trương Mỹ Lan đưa Trầm Thích Tồn lên làm thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB cũ. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng, Trầm Thích Tồn giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch SCB mới. Kết quả điều tra xác định từ ngày 25 tháng 7 năm 2012 đến ngày 24 tháng 5 năm 2013, Trầm Thích Tồn đã ký cho 80 khách hàng vay 80 khoản vay, có dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 56.478 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc là 23.301 tỷ đồng và dư nợ lãi là 33.177 tỷ đồng. Hành vi của Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền từ ngân hàng SCB, gây thiệt hại số tiền 7.176 tỷ đồng. Nguyễn Lâm Anh Vũ cũng đang bỏ trốn, bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguyễn Lâm Anh Vũ bị đề xuất mức án 12 đến 13 năm tù. Chiều ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã luận tội và đề nghị mức án đối với 86 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình, 85 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án đến chung thân. Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị tử hình về các tội tham ô tài sản, 20 năm về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Nhóm tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng,
gồm Bùi Anh Dũng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, chung thân về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp là chung thân. Tạ Chiêu Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 15 đến 16 năm về tội tham ô tài sản, 7 đến 8 năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt từ 22 đến 24 năm tù. Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, chung thân về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp mức án là chung thân. Nhóm tội tham ô: Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB 19 đến 20 năm tù; Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB 19 đến 20 năm; Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát 19 đến 20 năm; Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula 19 đến 20 năm; Đặng Phương Hoài Trâm, phó trưởng phòng văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát 19 đến 20 năm; Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor 19 đến 20 năm; Dương Tấn Trước, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt 15 đến 16 năm. Nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng: Uông Văn Ngọc Ẩn, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 15 đến 16 năm tù; Nguyễn Thị Phương Loan, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Võ Thành Hùng, nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Trần Thuận Hòa, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 4 đến 5 năm tù giam; Lê Khánh Hiền, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, 6 đến 7 năm tù; Hoàng Minh Hoàn, phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Bùi Nhân, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 11 đến 13 năm tù; Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 10 đến 11 năm tù; Phạm Văn Phi, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 7 đến 8 năm tù; Nguyễn Anh Phước, phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Nguyễn Cửu Tính, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 11 đến 12 năm tù; Đỗ Phú Huy, chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư ngân hàng SCB, 16 đến 18 năm tù; Võ Văn Tường, nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 4 đến 5 năm tù; Khổng Minh Thế, nguyên phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng ngân hàng SCB, 6 đến 7 năm; Trần Hoàng Giang, phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng ngân hàng SCB, 4 đến 5 năm; Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối doanh nghiệp ngân hàng SCB, 11 đến 12 năm; Phạm Mạnh Cường, giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên trưởng phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Mai Hồng Chín, nguyên giám đốc phòng tái thẩm định thuộc khối tái thẩm định ngân hàng SCB, 9 đến 10 năm tù; Mai Văn Sáu Nhở, nguyên trưởng phòng tái thẩm định ngân hàng SCB, 11 đến 12 năm tù; Lương Thị Hồng Quế, giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SCB, 3 đến 4 năm tù; Lê Phương Anh, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB, 8 đến 9 năm tù; Phan Tấn Khôi, giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB, 6 đến 7 năm tù; Lưu Trấn Nguyên, giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB, 3 năm tù cho hưởng án treo; Hồ Bảo Ngọc, giám đốc vùng 2 ngân hàng SCB, 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Anh Thép, nguyên phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh, nguyên giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn, 5 đến 6 năm tù; Võ Triệu Lân, giám đốc chi nhánh Chợ Lớn SCB, 5 đến 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Tú, phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh, 3 đến 4 năm tù giam; Phạm Thế Quảng, nguyên phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành, 3 đến 4 năm tù; Huỳnh Thiên Văn, giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SCB, 3 đến 4 năm tù; Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natureland, 10 đến 11 năm tù; Nguyễn Thị Khánh Vân, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natureland, 5 đến 6 năm tù; Trần Thị Kim Chi, nguyên nhân viên công ty cổ phần Natureland, 6 đến 7 năm tù; Nguyễn Phi Long, tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 8 đến 9 năm tù; Đặng Quang Nguyên, nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần Lavi Food, 5 đến 6 năm tù; Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, 11 đến 12 năm tù; Cao Việt Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt, 4 đến 5 năm tù; Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, 6 đến 7 năm tù; Đào Chí Kiên, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dầu khí Đông Phương, 4 đến 5 năm tù;
Lê Văn Chánh, Giám đốc khối hỗ trợ kinh doanh ngân hàng SCB 3-4 năm, Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng SCB 4-5 năm tù, Trần Văn Nhị, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán và định giá ATC chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 4-5 năm tù, Lê Huy Khánh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Tầm nhìn mới 4-5 năm tù, Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD 5-6 năm tù, Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú 3 năm tù cho hưởng án treo, Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú 3-4 năm tù, Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc, thẩm định viên công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC, công ty DATC 3 năm tù hưởng án treo, Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Exim 3 năm tù hưởng án treo. Nhóm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Phạm Thu Phong, nguyên trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB 3 năm tù hưởng án treo. Tội nhận hối lộ chỉ có Đỗ Thị Nhàn, nguyên cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng 2, cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nhận mức án đề nghị là chung thân. Nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 14-15 năm tù, Nguyễn Thị Phụng, phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 4-5 năm tù, Bùi Tuấn Khoa, phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3-4 năm tù, Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng thanh tra cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3 năm tù cho hưởng án treo. Trần Văn Tuấn, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, vụ 2 thanh tra chính phủ 3-4 năm tù. Lê Thanh Hà, phó chánh thanh tra kiểm toán nhà nước, nguyên trưởng phòng kiểm toán ngân hàng 1 kiểm toán nhà nước, chuyên ngành 7, 3-4 năm tù. Nguyễn Văn Thùy, phó trưởng ban kiểm tra giám sát nội bộ ngân hàng Agribank, nguyên phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia 3-4 năm tù, Nguyễn Tuấn Anh, nguyên công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước vụ 1, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3-4 năm tù, Vũ Khánh Linh, phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, cục thanh tra giám sát ngân hàng cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3 năm tù cho hưởng án treo. Trương Việt Hưng, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ 2, thanh tra chính phủ 3-4 năm tù. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ 2, thanh tra chính phủ 3-4 năm tù. Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 11-12 năm tù. Nguyễn Thị Phi Loan, nguyên phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 6-7 năm tù. Võ Văn Thuần, phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7-8 năm tù. Phan Tấn Trung, phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 7-8 năm tù. Nguyễn Tín, nguyên thanh tra viên, phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng cục thanh tra giám sát ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 5-6 năm tù. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng có Nguyễn Văn Du, nguyên quyền chánh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 3-4 năm tù. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella 10-11 năm tù. Nhóm bị cáo bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, chung thân, tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chiêm Minh Dũng, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, 16-17 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 16-18 năm tù về tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên phó giám đốc chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB, 12-13 năm tù, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nguyễn Thị Thu Sương, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, 16-17 năm tù, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong một diễn biến khác, tòa tiếp tục kê biên nhiều tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với Nguyễn Cao Chí, tạm giữ tiền kê biên bất động sản của bị cáo này để đảm bảo thi hành án, tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Với 1.169 bất động sản, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật. Các mã tài sản đang thế chấp tại SCB giao cho SCB thu hồi nợ. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Về dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường số tiền thiệt hại tổng cộng 667.700 tỷ đồng và số tiền lãi phát sinh. Bị cáo Nguyễn Cao Chí hiện đã nộp 677.266 tỷ đồng và 3,3 triệu đô la Mỹ. Bị hại Trương Mỹ Lan không yêu cầu bồi thường gì thêm nên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên tài sản và tạm giữ số tiền để thi hành án. Đối với các quan hệ dân sự còn lại, đề nghị hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát sẽ bắt đầu luận tội và đề nghị mức án đối với bà Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Trước đó, sau gần 2 tuần xét hỏi, ngoại trừ bà Trương Mỹ Lan, tất cả các bị cáo, trừ 5 bị cáo trốn truy nã, đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng mà Viện Kiểm sát truy tố. Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận các cáo buộc nắm gần như tuyệt đối cổ phần của ngân hàng SCB, không thừa nhận vai trò chi phối tại SCB cũng như việc chỉ đạo thực hiện vay vốn khống để rút tiền từ SCB, mà cho rằng chỉ cho ngân hàng mượn tài sản để tái cơ cấu nợ xấu. Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm của bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra, 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên. Theo kết luận điều tra, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp thành viên được chia làm 4 nhóm chính có liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm nhóm định chế tài chính tại Việt Nam bao gồm Ngân hàng SCB, Chứng khoán Tân Việt và Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú. Nhóm các công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn đều là những công ty có vốn điều lệ lớn, chi phối hoạt động của nhiều công ty thành viên như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula 18.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông vốn 9.000 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winslow, Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn. Nhóm các công ty ma tại Việt Nam được thành lập để lấy các pháp nhân góp vốn vào dự án, vay vốn ngân hàng, đảo nợ, ký hợp đồng. Mạng lưới các công ty tại nước ngoài. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã xét hỏi bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về hướng giải quyết tài sản để khắc phục hậu quả trong vụ án. Bên cạnh đó, còn có không ít tòa nhà nổi tiếng từng là biểu tượng của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Tòa nhà Capital Palace số 29 Liễu Giai. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tòa nhà này đang vay 4 ngân hàng nước ngoài với số tiền 200 triệu đô la Mỹ. Chủ sở hữu đã ủy quyền cho bà Chu Duyệt Phấn, con bà Trương Mỹ Lan, và bà Lan cho rằng tòa nhà này được mua với giá 700 triệu đô la Mỹ, chưa tính các chi phí khác. Hiện có một bên hỏi mua lại với giá 350 triệu đô la Mỹ là đang ép giá. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng tòa nhà trên có giá thấp nhất cũng phải được hơn 400 triệu đô la Mỹ, nhưng với điều kiện phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án. Hội đồng xét xử nói nếu bà Lan biết ai mua với giá đó thì có thể đề nghị lên để xem xét tạo điều kiện nhằm góp phần khắc phục hậu quả. Bà Lan cũng cam kết nếu bán được tòa nhà sẽ tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục. Báo An ninh Tiền tệ cũng thông tin thêm tòa nhà Capital Palace vốn là một phần của dự án Vinhomes Metropole, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân công ty cổ phần thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capital Land. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, một thương hiệu bất động sản mới nổi thời gian đó là Vivaland đã công bố mua lại Capital Palace với giá 751 triệu đô la Singapore, tương đương 550 triệu đô la Mỹ, thấp hơn con số mà bà Lan đã khai tại tòa. Vivaland thành lập từ năm 2020, có trụ sở chính tại Singapore. Vivaland cũng từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với Vạn Thịnh Phát khi trên website chính thức của tập đoàn này trước đó cũng xuất hiện thông tin Vivaland là đối tác. Khách sạn Dai U Hà Nội. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Dai U Hà Nội. Con gái đề nghị bà Lan bán khách sạn đó, nhưng bà nói đang vướng cổ phiếu.
Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Khách sạn này được xây dựng vào năm 1996 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cựu chủ tịch Daewoo Kim Woo-chung. Sau khi hoàn thành, khách sạn Daewoo Hà Nội đã trở thành một biểu tượng của thủ đô bởi quy mô hoành tráng bậc nhất thời bấy giờ. Tọa lạc tại đất vàng, nơi trung tâm cửa ngõ phía tây thành phố Hà Nội với 411 phòng, Daewoo Hà Nội không chỉ là khách sạn lớn nhất tại thủ đô mà còn thu hút giới doanh nhân và chính khách bởi một lối kiến trúc cổ điển mang nét đẹp sang trọng tinh tế. Đây là địa điểm nổi tiếng từng đón tiếp các lãnh đạo hàng đầu thế giới như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin, cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Tòa nhà Times Square, thành phố Hồ Chí Minh. Một mắt xích quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát là bị can Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan, người nắm vai trò là cổ đông chính, sở hữu 99,26% cổ phần, và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, doanh nghiệp sở hữu tòa nhà Times Square, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Khai với cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để vợ là Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn ngân hàng SCB thực hiện công trình tòa nhà Times Square, khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại. Năm 2009 đến 2012, vợ chồng ông thống nhất sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án này để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, pháp nhân do Trương Mỹ Lan chỉ định. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết chấp thuận, thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại ngân hàng SCB. Times Square là cao ốc phức hợp, nằm ở vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà cũng được xem là trái tim của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thể kiến trúc của Times Square bao gồm tòa tháp cao 39 tầng, tương đương 163,5m, có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m2. Chiều cao của tòa Times Square lên tới gần 165m và là tòa nhà thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng. Toàn bộ mặt ngoài của Times Square là The River Sài Gòn, được giới thiệu là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiền hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng khoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái. Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tập trung tại cung đường Nguyễn Huệ, nơi đặt trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát, Đồng Khởi cùng các địa điểm xung quanh trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là quận Nhất, quận 3. Cũng nằm trên đường Nguyễn Huệ còn có khách sạn Palace Hotel Sài Gòn thuộc quản lý của công ty cổ phần Bông Sen. Hiện công ty này còn nắm cổ phần chi phối của công ty cổ phần DH, chủ sở hữu của khách sạn Daewoo Hà Nội. Uni Square. Cách Times Square không xa là Uni Square với 4 mặt tiền đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, gần kề với trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này có tổng diện tích sàn lên tới 91.000m2, quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao. Công trình mang phong cách kiến trúc Pháp, vừa làm trung tâm thương mại vừa kinh doanh khách sạn, được Vạn Thịnh Phát mua lại vào tháng 6 năm 2013 với số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng. Dù được giới thiệu là thiên đường mua sắm hàng hiệu, ẩm thực, giải trí hàng đầu, nhưng Uni Square vẫn luôn điều hưu trong suốt những năm qua. Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trung tâm mua sắm Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza có địa chỉ tại 18 đường An Dương Vương, quận 5, cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Andong Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza có tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Windsor Plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Khách sạn thương mại Andong tọa lạc tại trung tâm quận 5 là khách sạn tư nhân đầu tiên được xếp hạng 5 sao tại Việt Nam và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như hội nghị APEC năm 2006. Đến thời điểm hiện tại, Andong Plaza, Windsor vẫn hoạt động như bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách. Thuận Kiều Plaza, The Garden Mall. Thuận Kiều Plaza được công ty cổ phần An Đông, công ty con của Vạn Thịnh Phát, mua lại vào năm 2015. Dự án là một khu cao ốc có tổng diện tích xây dựng 10 ha, bao gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng với 648 căn hộ. Sau khi về tay tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án đã được đổi tên thành The Garden Mall và được đồn đoán sẽ bị đập bỏ toàn bộ để thay bằng một dự án khác. Dự án là một khu cao ốc có tổng diện tích xây dựng 10 ha, bao gồm 3 tòa tháp cao 33 tầng,
với 648 căn, được xây dựng từ năm 1994 đến năm 1999. Thuận Kiều Plaza là một tổ hợp 3 tòa tháp án ngữ trên đường Hồng Bàng, ngay khu đất vàng của trung tâm quận 5. Nơi đây được xem là một trong những cao ốc phức hợp đầu tiên được xây dựng và từng được coi là biểu tượng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. IFC One Saigon, tên cũ là Saigon One Tower. Dự án Saigon One Tower nằm trên khu đất vàng ngay trục đường lớn Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án trước đây do công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn MNC làm chủ đầu tư. Saigon One Tower được khởi công năm 2009 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2011 với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, tương đương 238 triệu đô la Mỹ thời điểm bấy giờ. Thế nhưng khi công trình đã hoàn thiện khoảng 80% thì dự án bị ngưng thi công suốt nhiều năm. Đến cuối năm 2021, dự án bất ngờ xuất hiện nhiều công nhân và phương tiện máy móc, cùng với đó là thông tin dự án đã được công ty Vivaland thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mua lại, khiến nhiều người kỳ vọng dự án sẽ hồi sinh. Tuy nhiên, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin dự án chỉ được thay lớp kính bên ngoài để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Các hạng mục bên trong tòa nhà, chủ đầu tư vẫn chưa thi công do dự án đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ngoài dự án này, Vivaland còn được quảng bá là đơn vị phát triển hàng loạt dự án bất động sản quy mô tại thành phố Hồ Chí Minh như Waterfront Sài Gòn, quận Nhất, Sài Gòn Peninsula, quận 7, Heidimenter ở thành phố Thủ Đức. Biệt thự cổ số 110-112 Võ Văn Tần. Căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất 2.819m2 theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2-3 gồm 2 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m2, cũng thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan. Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt thự trên 100 tuổi này được giao bán với giá 47 triệu đô la Mỹ. Nhưng đến năm 2015, công ty cổ phần Minerva đã mua thành công với giá trị 35 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó. Và ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép xây dựng cho công ty Stone West Limits của Singapore là nhà thầu của công trình. Do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới. Bảo vệ ở đây cho biết, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng cũng đến nơi này làm việc và nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công. Theo quan sát, bên trong đã không còn công nhân nhưng vật tư, vật liệu, máy móc vẫn còn ngổn ngang. Tại đây còn vài bảo vệ được giữ lại để bảo vệ công trình. Liên quan đến việc công ty Minerva sở hữu biệt thự cổ số 110-112 Võ Văn Tần, bà Trương Mỹ Lan khai là do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Theo bà Lan, nhà này là di tích không thể mua bán nên đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn. Cơ quan tố tụng còn kê biên thêm 8 bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh. 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân cũng bị kê biên trong quá trình điều tra. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng xác nhận hiện đang có cổ phần tại các công ty bảo hiểm nước ngoài thuộc sở hữu của một tỷ phú Hồng Kông, trị giá cổ phần lúc mua khoảng 920 tỷ đồng, hiện đã tăng lên nhiều lần, nên đề nghị xem xét lại giá của cổ phần để thu hồi khắc phục. Những thông tin liên quan đến phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong đại án Vạn Thịnh Phát SCB sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!